Thưa quý vị, ngày hôm nay Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị biểu dương bí thư chi bộ các khu phố, ấp tiêu biểu trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự và phát biểu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ trân trọng và ghi nhận, biểu dương những đóng góp thầm lặng và cao cả của các đồng chí bí thư ở địa phương, cơ sở, khu phố, ấp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, vận động quần chúng nhân dân ở cơ sở, động viên được từng đảng viên chung sức, đồng lòng, vận động người dân cũng như các ngành, đoàn thể thực hiện các chủ trương, phong trào, các chương trình hành động của thành phố. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy đề nghị các bí thư chi bộ cơ sở đặt hết tâm huyết để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng các phong trào, cuộc vận động một cách thiết thực, tránh việc nói mà không làm. Trong kế hoạch sắp xếp lại các khu phố, ấp trên địa bàn, thành phố đang tồn tại trên 27.300 mô hình tổ chức dưới phường, xã. Sau khi sắp xếp, thành phố chỉ còn trên 5.200 khu phố, ấp. Bí thư Thành ủy đề nghị các bí thư chi bộ cơ sở quán triệt tinh thần này để sắp xếp lại khu phố theo chủ trương chung của thành phố. Cần suy nghĩ để triển khai vận dụng phù hợp với địa bàn.